Kính chào quý vị, chào các đồng chí, quý vị và các đồng chí thân mến. Trong chuyên mục truyền hình An ninh Tuyên Quang hôm nay, sau phần tin phản ánh một số hoạt động của lực lượng công an Tuyên Quang trong tuần qua, tiếp đó là phóng sự tăng cường đảm bảo an ninh trật tự chương trình chào xuân. Kết thúc là phóng sự phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc. Sau đây, mời quý vị và các đồng chí theo dõi nội dung chi tiết. Trong tuần qua, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chủ trì tại điểm cầu Bộ Công an. Đồng chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Trong năm 2022, Đảng ủy Công an Trung ương tập trung chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản quan trọng để tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân và sự chuyển biến rõ rệt, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đại tướng Tô Lâm yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng công an các cấp cần thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí của lực lượng công an nhân dân, thực hiện tốt năm chủ động trong công tác nắm tình hình tư tưởng của đảng viên, cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là tư tưởng của lực lượng công an tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, làm tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cả trong nội bộ và ngoài xã hội. Quản lý kiểm tra hướng dẫn, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết tố cáo đối với cán bộ chiến sĩ công an, đặc biệt là tố cáo về hành vi tham nhũng tiêu cực để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời sai phạm về tiêu cực, tham nhũng, góp phần làm tốt công tác phòng ngừa, hạn chế sai phạm trong lực lượng công an nhân dân. Trong các ngày 25 tháng 12 năm 2022 và ngày 2 tháng 1 năm 2023, Công an tỉnh đã tổ chức bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho đồng chí Triệu Văn Minh, cán bộ phòng an ninh nội địa và đồng chí Chu Văn Sáng, cán bộ phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Tuyên Quang. Những căn nhà được bàn giao cho hai đồng chí với kinh phí xây dựng được trích từ quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân, hỗ trợ 150 triệu đồng mỗi căn, số còn lại từ nguồn kinh phí gia đình. Để có những ngôi nhà khang trang như ngày hôm nay, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình cán bộ chiến sĩ khẩn trương xây dựng, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch. Tại lễ bàn giao, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng cán bộ chiến sĩ cùng gia đình đã nhận được căn nhà mới, có điều kiện ổn định về nơi ở. Đồng thời, mong muốn cá nhân mỗi cán bộ chiến sĩ tiếp tục ra sức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp, đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Chương trình hỗ trợ kinh phí xây mới nhà tình nghĩa thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Đảng ủy lãnh đạo Công an tỉnh tới cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ đồng chí đồng đội của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh nói riêng. Tối ngày 31 tháng 12 năm 2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức chương trình Tuyên Quang chào xuân năm 2023, công bố 10 sự kiện nổi bật của tỉnh năm 2022, vinh danh 10 công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang năm 2022 và chương trình nghệ thuật đặc sắc chào xuân năm 2023. Xác định đây là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, nên từ sớm, lực lượng công an tỉnh đã xây dựng các phương án, kế hoạch bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, sẵn sàng ứng phó và xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động bất ngờ, góp phần vào thành công của chương trình. Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị công an toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tập trung cao độ lực lượng, phương tiện, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên ngay từ cơ sở, làm trong sạch địa bàn, đặc biệt là các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, không để tội phạm hoạt động gây bức xúc dư luận,
phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, thông tin truyền thông, văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dân tộc, tôn giáo, tấn công quyết liệt, trấn áp các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan tín dụng đen. Trước, trong chương trình chào xuân, Công an thành phố Tuyên Quang đã thành lập các tổ công tác có mặt tại khu vực trong và ngoài trung tâm hội nghị làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, bố trí lực lượng làm tốt công tác phân luồng, phân tuyến và điều tiết giao thông trong và ngoài khu vực diễn ra các hoạt động của sự kiện. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Tuyên Quang đã lên phương án bảo vệ, tuần tra kiểm soát, phối hợp với các lực lượng khác đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn để nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát 113, cảnh sát trật tự đã phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động, công an thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường trong thời gian diễn ra chương trình. Không để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến chương trình chào xuân nói riêng cũng như tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nói chung. Do chủ động làm tốt công tác phòng ngừa nên tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, góp phần vào thành công cho chương trình chào xuân năm 2023 của tỉnh nhà. Phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, trên địa bàn xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Qua đó đã tạo được uy tín, lòng tin trong cộng đồng dân cư. Thời gian qua, được bà con trong thôn tín nhiệm, đảng viên Vàng Xeo Về với vai trò là người có uy tín trong đồng bào Mông đã thể hiện được trách nhiệm làm cầu nối đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với bà con một cách gần gũi, hiệu quả nhất. Anh vận động bà con trong thôn thực hiện tốt các quy ước về thôn bản, các chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thôn Đồng Trang, xã Hùng Lợi có 154 hộ với 788 nhân khẩu. Trong đó có 54% bà con là người Mông, chủ yếu sản xuất nông lâm nghiệp là chính. Trong những năm qua, anh Về thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn tình hình an ninh trật tự. Bà con nhân dân luôn giữ được tinh thần đoàn kết, gắn bó, cùng giúp nhau làm ăn, vươn lên thoát nghèo. Anh Vàng Xeo Về, cũng là trưởng điểm nhóm tin lành ở bên này, thì cũng được cái là tuyên truyền cho bà con, theo đặc biệt là cái người dân tộc Mông. Thì anh lại là người có uy tín cho nên là tuyên truyền cho bà con là theo Đảng và nhà nước. Anh Về thì thường xuyên là đi rất chịu khó tìm tòi tìm kiếm các cái chương trình phát triển kinh tế từ những nơi rất xa và đặc biệt là bây giờ là có cái phát triển cái cây ăn quả về cái phát triển cái bưởi này thì bây giờ nhân ra cho bà con trong xóm được nhiều hộ là phát triển cùng. Việc trồng và phát triển cây ăn quả đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho gia đình đảng viên Vàng Xeo Về. Với diện tích trên 1 hecta đất canh tác, anh Về trồng hơn 400 gốc bưởi, chanh, cam. Đồng thời, mạnh dạn mua 5 con lợn để phát triển chăn nuôi. Hiệu quả từ mô hình kinh tế của gia đình anh Về đã cho thu nhập 100 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ sản xuất giỏi, anh Về còn thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ những hộ nghèo trong thôn cùng phát triển kinh tế bằng những việc làm cụ thể, như chia sẻ kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ lúa, ngô cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn trong lúc giáp hạt. Bên cạnh đó, với vai trò là trưởng điểm nhóm tin lành, anh Về luôn chấp hành đầy đủ mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mỗi đảng viên, tham gia tích cực các phong trào và chấp hành tốt nội quy, quy ước của địa phương. Cá nhân anh Vàng Xeo Về vừa là người có uy tín cho thôn bản, anh ấy lại vừa là cá nhân anh cũng là một trong những cái hộ mà phát triển kinh tế rất tốt. Hiện nay là cũng có phát triển về trồng bưởi, trồng chanh, trồng cam. Đấy là cũng hàng năm là cũng có mang lại cái thu nhập cho gia đình từ cái trồng cây ăn quả. Ngoài ra thì từ chỗ anh Về thì anh cũng đã là một trưởng nhóm thì cho nên là anh cũng đã tuyên truyền vận động bà con cùng đồng hành phối hợp với chính quyền chấp hành mọi chủ trương sách của Đảng nhà nước, vừa là động viên bà con là phát triển kinh tế, cũng nhiều cái hộ ở thôn bản đã học tập theo chỗ anh Về thì cũng đã trong những năm qua thì cũng đã
trồng được nhiều HA, cây ăn quả và tăng được cái thu nhập cho gia đình. Một điển hình khác là anh Hoàng Văn Thái, trưởng thôn Nà Tàng, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn. Nhiều năm nay đã trở thành cầu nối gắn kết chính quyền với đồng bào dân tộc thiểu số ở trong thôn. Là một người con của đồng bào dân tộc Mông, đồng thời là một thành viên của nhóm đạo Tin Lành, anh Thái đã thấu hiểu được tâm tư nguyện vọng của bà con, vận dụng sự am hiểu về pháp luật của bản thân để linh hoạt cách thức tuyên truyền. Khi thì lồng ghép qua những buổi họp thôn, những buổi trò chuyện thường ngày, đến từng hộ dân trong thôn để tuyên truyền pháp luật. Khi thì tận dụng những buổi họp nhóm đạo Tin Lành vào mỗi buổi tối chủ nhật hàng tuần. Anh Thái tuyên truyền phân tích cho người dân hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Cách trung tâm xã khoảng 4 km, những tuyến đường liên xóm thôn Nà Tàng thường xuyên bị lầy lội vào mùa mưa, gây khó khăn cho người đi lại, giao thương hàng hóa và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Được nhà nước quan tâm hỗ trợ xi măng, bê tông hóa đường giao thông, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Thời gian này, trưởng thôn Hoàng Văn Thái đã huy động bà con nhân dân trong thôn phát huy tinh thần đoàn kết, đóng góp hàng trăm ngày công, vận chuyển hàng trăm mét khối cát, sỏi xây dựng tuyến đường. Dự kiến, tuyến đường sẽ được hoàn thành trong năm nay, phục vụ người dân đi lại thuận lợi, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thì đa số bà con yên tâm về phát triển kinh tế, với nhiều chính sách xã hội của nhà nước cũng như tỉnh ta này, chính sách về 135, chính sách ngân hàng, chính sách xã hội thì bà con đều được vay vốn để phát triển kinh tế như là chăn nuôi bò này, chuyển đổi nghề ví dụ như là từ cây nông nghiệp sang cây lâm nghiệp. Mấy năm nay là có nhiều bà con nó cũng có được một tính ra độ bình quân thu nhập đầu người thì cũng khá lên so với mấy năm trước. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc ở xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn đã thể hiện được vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần không nhỏ đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới bền vững. Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục truyền hình An ninh Tuyên Quang đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục sau. Thân ái chào tạm biệt.